Recently, I received disturbing reports that another youth activist and Vietnamese songwriter, Viet Cang Chi Minh Nhuva, was detained and imprisoned by the Vietnamese police and government. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đan tâm làm tài xây cho tàu, để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay chìm nên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? The song he wrote was entitled "Who Are You?", questioning the conscience of those police who brutally assaulted and arrested demonstrators. Xin hỏi anh ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoài xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đan tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay chìm nghiêng tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu vì thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Of Vietnam to respect the freedom of expression through the arts and stop these arbitrary arrests and recognize the basic human rights of the individual. I urge my colleagues to co-sponsor House Resolution 484, calling on the Vietnamese government to cease the abuse of vague national security provisions in the Vietnamese Penal Code, which are used to justify the detention and the abuse of their own citizens.